Vâng xin chào tất cả các cô chú anh chị. À, chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ News. Lời đầu tiên xin gửi đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe và bình an. Ngày hôm nay là ngày mùng 10 tháng 10 thưa các cô chú anh chị. Và cái ngày này là cái ngày rất là đặc biệt đối với luật sư Ngọc. À, như tiêu đề mình cũng đã nói là gửi lời chúc mừng đến luật sư Ngọc và đoàn luật sư Tâm Quang. Tại vì sao vậy? Tại vì chính ngày hôm nay ngày mùng 10 tháng 10 là ngày truyền thống luật sư. À, mình rất tâm đắc với cái status của luật sư Ngọc mới đăng à, cách đây ít giờ à, về cái việc mà chia sẻ những cái tâm tư, nguyện vọng của bản thân mình cùng với đó là lời dạy của thầy cô ấy. Cái lời dạy đó mình sẽ đọc cho tất cả các cô chú anh chị nghe. Chúng ta sẽ thấy nó ý nghĩa như thế nào. Bên cạnh đó thì mình cũng muốn gửi lời à, chúc đến cho toàn thể anh chị em cán bộ nhân viên trong đoàn luật sư tâm quan, cũng như là tất cả những người luật sư đang công tác tại mọi miền tổ quốc, có được một sức khỏe thật là tốt, vững tâm và vững tin, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Trước tiên thì chúng ta sẽ đi xem cái status của luật sư Ngọc mới đăng cách đây ít giờ, để chúng ta hiểu rõ được những cái tâm tư nguyện vọng của cô ấy vào ngày này. À, xin mời tất cả các cô chú anh chị. Bài viết ngày này được đăng hơn một giờ trước thưa các cô chú anh chị. Nhân ngày truyền thống luật sư và nó đang trên đường công tác, có thời gian nay luật sư xin bày tỏ đôi điều. Xin cảm ơn vị khán giả của chú Năm, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã thương và gửi quà tôm khô, cá khô, bánh trưng, vân vân cho luật sư và các bạn Tâm Quang. Do không biết là vị khán giả nào để gửi lời cảm ơn Nên thông qua đây luật sư xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến vị khán giả của chú Năm Nay là ngày tự hào của luật sư Nó xin gửi lời chúc tới toàn thể quý luật sư đồng nghiệp Vạn sự hanh thông, thuận buồm xuôi gió, bảo vệ lý tưởng Bảo vệ quyền lợi chính đáng cho thân chủ Tự nhủ tự răn bản thân để tâm mình không nhiễm tâm ma, nó nghĩ đến lời của người thầy, mà nó chân quý như núi Thái Sơn. Thầy nói, nghề luật sư là một nghề khó bởi ranh giới giữa thiện và ác rất mong manh. Nghề luật sư là một trong các nghề được xã hội công nhận là nghề cao quý, nên nếu chúng ta không thể góp phần cho nghề nghiệp của mình cao quý hơn, thì cũng đừng góp phần làm hoen ố đi. Hay không ạ? Đó là những cái chia sẻ của luật sư Ngọc và chính cái câu mà ranh dạy của người thầy này không những là luật sư ngọc chia sẻ để cho cô ấy tự nhủ với bản thân mình sẽ làm những cái điều chính đáng mà cũng để cho chúng ta thấy một điều rằng ranh giới giữa cái thiện và cái ác nó rất là mong manh đúng không ạ nếu như à, khi mà một người luật sư nhận bào chữa cho một à, thân chủ nào đó thì cũng phải xem xét ở khía cạnh là đạo đức tất nhiên là không phải là à, à, chúng ta thấy người ta cầu cạnh nhờ giúp mà chúng ta không giúp đâu bởi vì cái nghề luật sư thì thân chủ nào cũng là thân chủ thưa các cô chú anh chị nhưng định hướng cho cái thân chủ đó cố vấn cho thân chủ đó ví dụ như cái việc mà họ đã làm sai hoặc là đang làm sai thì nên nói thẳng thừng nói thẳng thắn với họ với thân chủ đó để cho làm gì ạ để cho họ biết được rằng à, cái việc của mình đang thực hiện nó là sai và sẽ dừng lại đúng lúc chứ không thể nào là lún sâu thêm, đó lún sâu thêm. Bởi vì có cũng có cũng có những người luật sư người ta nuông uh, chiều uh, những người uh, thân chủ của mình quá, đâm ra là khi mà thân chủ nói sai đi cái sự việc. Bởi vì cái quan trọng nhất trong một cái vụ việc đó thưa các cô chú anh chị là người luật sư phải biết được tất cả những cái sự thật từ đầu tới đuôi của thân chủ mình, mà phải là sự thật nha, thì họ mới sâu chuỗi lại tất cả sự việc đó có những cái lý do để mà bào chữa có những cái thông tin nó chính xác để mà bào chữa trước tòa đúng không ạ chứ nếu như mà những người thân chủ đó họ có những cái tâm xấu họ sẽ kể lệch lạc đi cái câu chuyện của họ thì nó sẽ biến tướng cái câu chuyện đó thành sai lệch và đâm ra người luật sư cũng sai theo luôn cho nên mới có cái sự răn đe này theo mình nghĩ là như vậy và cái đó rất, rất ý nghĩa À, theo mình thì không những nghề luật sư mà tất cả những cái ngành nghề khác đều phải như vậy chứ không riêng gì cái nghề luật sư cả. Có những cái dòng uh, trạng thái của một số người không thích đến luật sư Ngọc hoặc là gia đình của nghệ sĩ Vũ Linh đó. Gia đình ở đây tức có nghĩa là Hồng Loan rồi chị đi uh, bùm bùm thành bỉ chẳng hạn. Đó không thích, họ lên xỉa sói, họ lên xỉa sói và ở dưới là hàng loạt những cái câu từ mang tính chất là châm biếm nói rằng, ờ, à, chỉ à, luật sư này chỉ biết nhận tiền rồi nhận quà cáp, uh, iPhone rồi các kiểu, uh, mình thấy thật là rất là nực cười thưa các cô chú anh chị. Đối với họ thì những thứ đó nó rất là giá trị, nó không nói lên được tất cả đâu. Bởi vì sao thưa các cô chú anh chị? Bởi vì khi mà luật sư Ngọc đến với Hồng Loan là hoàn toàn miễn phí, đúng không ạ? Chỉ trao đi cái sự tình cảm, và cái sự yêu mến, yêu quý và cái sự tin tưởng của cô ấy dành đến cho Hồng Loan mà thôi. Chúng ta theo dõi ngay từ đầu thì chúng ta cũng biết được điều đó và tất cả là chính từ miệng của luật sư Ngọc nói ra. Đó. Còn cái việc mà uh, thừa nhận cái tình cảm đó, chấp nhận cái tình cảm đó hoặc là đáp trả lại cái tình cảm đó, đó là quyền của Hồng Loan hoặc là chị Ni Họ nhìn nhận thấy được rằng cái tâm của người luật sư này tốt và xứng đáng được hưởng những thứ đó, những thứ có giá trị thì họ trao đi để làm gì? Không phải là ở uh, những cái giá trị đó trao cho luật sư Ngọc là để cho cô ấy giàu lên, cô ấy uh, hoành tráng lên hoặc là điệu đà lên đâu, mà là để cho cô ấy vững tin, vững tin thêm để tiếp tục cống hiến cho cái sự nghiệp luật sư của mình, đúng không ạ? Không những là gia đình của nghệ sĩ Vũ Linh mà còn rất nhiều những người uh, khách hàng khác của cô ấy. Đó là cái điều hết sức bình thường và chẳng có ai có quyền để mà ngăn cản cái việc mà họ làm cả. Đó. À, mình nghĩ rằng à, vào một khoảng thời gian uh, sắp tới, đó, một hai ngày tới sẽ có những cái kênh Youtube họ sẽ lên để mỉa mai cái câu chuyện của luật sư Ngọc cho mà xem. Bởi vì họ đang theo sát những cái vấn đề này. Và họ biến tướng trong cái câu chuyện của họ. Trong đầu đã nghĩ sai, nghĩ uh, hoàn toàn sai về người ta rồi đó thì chắc chắn rằng cho dù luật sư Ngọc hay là chị Ni hay là Hồng Loan có làm cái gì đi chăng nữa thì họ vẫn cho là sai họ không công nhận tất cả những cái việc làm của những người này là đúng mà mình cho rằng những cái sự việc nó diễn ra như vậy gọi là ghen ăn tức ở ganh ghét nhau trong cuộc sống cuộc đời này nó cũng buồn cười lắm thưa các cô chú anh chị đôi khi mình cố gắng đôi khi mình cố gắng để mà giúp đỡ một số những người khác nhưng khi có chuyện xảy ra thì họ lại đơm đặt nói mừng như thế này, như thế kia, nổ này nổ kia. Thật là buồn cười. À, cho nên à, mình cũng muốn chia sẻ với tất cả mọi người rằng giúp người là việc tốt, giúp đỡ người khác là việc tốt, cũng có thể là sau này mình gặp khó khăn, có những lúc mình gặp khó khăn thì sẽ có những cái sự giúp đỡ ngược lại đối với bản thân mình. Nhưng đâu đó thì chúng ta phải cân đo đong đếm bởi vì có thể một số những người người ta lợi dụng vào cái sự giúp đỡ đó để mà làm những cái chuyện xấu thôi thì mỗi người mỗi tính không giúp người này thì giúp người khác thì chắc chắn rằng sau này cuộc sống của bạn sẽ có rất nhiều người giúp đỡ lại nghiệp tự hưởng thưa các cô chú anh chị có nhiều cô chú anh chị hỏi mình rằng luật sư ngọc này công tác ở đâu và địa chỉ của đoàn luật sư tâm quang này công ty luật sư tâm quang này á thì là ở đâu thì hôm trước mình có uh, ghim trên uh, một cái clip của mình Cái địa chỉ rồi uh, Và cũng mình cũng chẳng có xin ai cả Và khi mà mình lên Google để mà search á, Thì đối chiếu với những cái thông tin của luật sư Ngọc mà uh, người đại diện uh, pháp luật của đoàn luật sư Tâm Quang á, Thì thể hiện tên của chị Ngọc Thì mình lấy đó để mà cung cấp cho một vài cô chú anh chị đó Thì không biết là mọi người có xem được hết hay không Thì để mình sẽ đọc lại cái địa chỉ uh, Lên cho tất cả mọi người để nếu có cần thì chúng ta sẽ gọi trực tiếp đến đó. Đây, mình sẽ đọc trực tiếp cái địa chỉ cho các cô chú anh chị. 105, 107, đường số 24, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin liên hệ là luật sư Nguyễn Trọng Ân là giám đốc, à, luật sư Nguyễn Tuyết Ngọc là phó giám đốc. Thưa các cô chú anh chị, các cô chú anh chị có thể lên website của đoàn luật sư tâm quang và xem cái thông tin số điện thoại liên hệ và có thể gọi trực tiếp nếu như có nhu cầu ở à, đó có nhu cầu à, như thế này thì mình cũng đang quảng cáo cho đoàn luật sư tâm quang <laughs> và có lẽ chắc nhiều người cũng nghĩ rằng à, ông này ông ấy đang quảng cáo để mà lấy tiền lấy phí có đó thưa các cô chú anh chị nhưng mà chúng ta những cái mà nó à, hữu ích những cái thông tin mà hữu ích, những người mà có tâm, có tầm mà lại có được cái sự tin tưởng của cộng đồng thì chúng ta phải chia sẻ và lan tỏa những cái điều đó cho nhiều người biết hơn chứ không phải là chúng ta nhìn thấy những cái tốt mà để cho chúng ta uh, sử dụng hoặc là chúng ta trân trọng nó một mình đúng không ạ? Hãy nên chia sẻ, biết chia sẻ là sẽ có hạnh phúc thưa các cô chú anh chị. Đối với bản thân mình là như vậy còn ai muốn nghĩ sao thì nghĩ muốn nghĩ cái gì thì kệ họ đó đó là quyền của họ chứ không phải chúng ta ngồi đây mà bắt ép họ phải làm theo ý của chúng ta bên cạnh đó thì có một cái điều mà mình cũng muốn đứng chứng với tất cả mọi người có rất nhiều các cô chú lên comment và nói rằng cảm ơn luật sư cảm ơn luật sư khoa nam đó thì mình muốn đứng chứng ở đây rằng mình không phải là hành nghề luật sư và mình cũng không phải là anh khoa nam À, thông tin của luật sư khoa nam thì chúng ta cũng biết rồi à, anh ấy cũng có một cái kênh youtube và lên phản biện với tư cách là một người luật sư và cũng thấy rất là giản dị để chia sẻ những cái thông tin những cái quy chế của pháp luật áp dụng vào những cái tình tiết của cái sự việc liên quan đến hồng loạn rồi chị ni chẳng hạn đúng không ạ thì những cái vấn đề đó nó rất là quan trọng bởi vì nó cho chúng ta nhìn thấy được rằng những cái khía cạnh của pháp luật, những cái chế tài, nó luôn bên cạnh chúng ta và không phải chúng ta biết đó à, để mà chúng ta luồn lách chúng ta qua mặt cơ quan chức năng mà để cho chúng ta biết được rằng cái điều đó nó sai cái điều sai nó sẽ như thế nào và cái điều đúng thì nó sẽ như thế nào đúng thì ai sẽ là người bảo vệ chúng ta hoặc là các cơ quan nào sẽ là liên quan đến cái việc đó còn nếu mà sai thì bị cái chế tài như thế nào rất là rõ ràng và ai cũng có thể tham khảo được những cái thông tin từ những người luật sư giống như luật sư khoa Nam, hoặc là luật sư Ngọc thưa các cô chú chị và ở cái video clip này mình cũng không có muốn phản biện ai cả bởi vì tiêu đề mình đã nói rồi xin chúc mừng luật sư Ngọc cùng với tất cả những người luật sư đang hành nghề trên cái đất nước này và chúng ta sẽ gửi rất nhiều những cái lời chúc mừng sức khỏe bởi vì ai cũng vậy thôi ngành nghề nào cũng vậy có sức khỏe thì mới có thể công tác tốt được và mình mong rằng à, luật sư ngọc cùng à, đoàn luật sư tâm quang sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt những cái nghĩa vụ mà bản thân hoặc là tổ chức được giao để không phụ lòng mong mỏi của những người à, đang tin tưởng vào những người luật sư này hướng đến những cái điều tốt đẹp nhất để có thể mang lại những cái giá trị sống tốt đẹp đến cho tất cả mọi người và mình xin tạm dừng cái video clip tại đây xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị trong clip tiếp theo nhớ đừng quên nhấn đăng ký like share video giúp mình xin chào và hẹn gặp lại